cô rồi, con bị đừng rồi, con bị đừng rồi. Làm sao mà hát được? Dưới đây, dưới đây. Bắt đi, đúng rồi, bắt được anh ha. Hết giờ. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Pammy. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Mình là Bảo Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kè. Thì hôm nay cả team này sẽ quay trở lại với Outcrest. Yeah. Oh, ok, mới vô không phải là một anh trong team này. Đúng rồi. Team này không ai bị làm, không có bị nhiễm bệnh nữa các bạn ha. Ok. Ồ, trong này có mới vũ khí luôn nè. Hả, gì vậy chị? Trong này có mới vũ khí luôn nè. Ồ. Đây, rồi. Nhà máy cũng mới bay nè. Chúng ta cần phải báo cáo cái dịch bệnh này. Bây giờ hãy lên máy bay và mở cửa. Tôi sẽ... máy bay không có cánh quạt. Cho bạn cái hướng này mà đi cái chỗ báo cáo hay gì đó. Cái máy bay này nó chạy được thôi chứ bay gì được. Máy bay ngộ mà máy bay không có quạt nữa. Máy bay này chạy chân tương cho vui à. Ok, đi thôi. Chưa gì thấy lắc rồi đó nha, chưa gì thấy lắc rồi đó. Ơi, cái chìa khóa màu vàng. Một cái thẻ thẻ màu hồng. Màu vàng có rồi, màu vàng đã lấy, màu vàng đã lấy. Chạy đây lấy gì thôi, canh sang kìa. Màu hồng thế đó nè. Ok, mở đi, mở đây, tao đi theo. Rồi, tao mở rồi, tao mở rồi, vô. Ê, có cánh quạt nè, có cánh quạt nè, có ai đi lấy cánh quạt không? Rồi, lượm cánh quạt đi, tao vô đây, tao vô đây. Ok. Rồi, Bami, mở đi, Bami ơi, mở đi, mở đi. Rồi, ok. Cái này cho mày lấy một cánh quạt. Ok, ô, coi em lên cánh quạt à. Rồi, chơi nha. Trời, chết rồi, tao thằng lần chết vậy, trời má ơi. Ôi. Má ơi, đâu ra thằng chết vậy? Ôi. Dạ. Rồi em lắp được cánh quạt rồi nè. Cứu tao, rồi, cứu tao. Nó bắt tôi kia rồi. Cứu. Cứu. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cứu, 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 chạy. Trời đó, mẹ đập ghê vậy. Nó cầm cái nguyên cái cây đinh luôn. Cái cầu gai, cái cầu gai. Rồi. Trời ơi, trời ơi, xỉu hết ba thằng team này luôn rồi. Không sao, còn tao còn sống, tao còn sống. Nó kéo em đi rồi. Nó kéo tao vô chuồng rồi nè, bắt tao cứu tao đi mưa. Rồi, đánh vô. Mày cứu từ từ. Sao nha, ủa sao nó chạy nhanh vậy? Ê chưa, con này nó mạnh lắm, kỳ ghê luôn á, con này nó bắt cái chúng á. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi, sao cứ mỗi lần nó chạy trước mặt là chết là sao? Mai nồi. Trời ơi, mà mày chết quá, nhưng mà nó chưa bắt ai vô ấy hết. Ơ, à, như game này nằm có một tướng luôn á. Cái chân lúc nào cũng chụm vô nhau hết trơn. Cứu Mão. Trời đâu, ông nó lắp rồi. Trời ơi, tao vừa mới tỉnh dậy chưa kịp đi nữa, nó hốt tao rồi. Chạy Mão. Nó xa luôn á, nó quýnh xa luôn. Rồi chạy đi. Mạnh nó chạy đi. Rồi. Chạy ra ngoài đi, Bobby, chạy ra ngoài đi, đúng rồi. Rồi, ok, ra được rồi. Mừng quá. Tao mới vừa sống dậy ra nó quật, tao ra mày làm cái mà kìa, cố. Chạy đi Bảo. Ôi. Rồi, một người, hãy cứu thôi, còn lại đi cửa. Nó xa luôn, trời con quỷ này. Chạy Bảo. Phải rồi. Ủa, chạy đi. Bấm me rồi mà không chạy được hả? Cứu Bảo trước đi. Thôi tao để nó dí tụi bay đi nữa, cứu Bảo cho. Rồi. Đúng rồi, cứu Bảo đi. Chạy. Ôi, cứu chờ tao, cho tao. Chạy, lấy chìa khóa màu xanh, lấy một chìa khóa xanh dương, lấy chìa khóa xanh dương. Tụi bay lên chân, tao mới bay rồi nè. Tao lên máy bay rồi nè. Rồi, con xuống lấy chìa khóa màu đỏ đi con, nhanh xuống lấy chìa khóa màu đỏ đi. Rồi, ok, để tao lấy nha, Ui, phải rồi. Tao quýnh xa luôn à. Ui, sao anh có cửa mà anh quýnh lên em. Rồi, lên đi em. Anh làm gì có cửa, trời. Anh cái đồ, quái. Cái đèn màu đỏ nữa, cứ tưởng là chết xác mà nít. Rồi, vô, mở màu đỏ đi em, vô nhà mở màu đỏ đi. Đi, nhanh lên em ơi, nhanh lên em ơi. Bà quay ra cần cẩu liền. Mà lắp. Rồi, cần cẩu có rồi. Nhanh lên, bà ơi. Cao không tiến được. Chết rồi hả mày? Không chết hả? Mày phải nồi. Cái thằng chết rồi. Ủa, xếp free chết hả? Ê, tao bị mất máu, cứu không chê? Kịp ông nội, kịp mới nói nha. Chạy, hay quá, nhanh. Đây, bà bê, 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 b
Ừ, hay quá. Rồi, ok, chạy đi, chạy đi. Đúng rồi. Em bằng tính rồi. Ok. Rồi, nó nhốt tao ngay mặt tiền luôn nha. Nó nhốt tao ngay mặt tiền luôn kìa. À thôi, có ai cứu bác mi đi, ai cứu bác mi đi để đi mở cửa trước. Ok. Rồi, anh nó ngay mặt tiền luôn nha. Em bên đây nè. Rồi lên. Rồi, chết cô rồi, ráng mập ơi. Anh bảo cứu cứu bác mi đi rồi. Ok. Rồi đặt cửa luôn. Tao còn cô nữa. Nhưng mà còn em nữa. Còn cô nữa em. Bye. Đi nè ba mươi. Ok. Rồi, trời ơi. Trời ơi, xỉu hai thằng luôn rồi. À, cái đầu bỏ hai thằng luôn. Đó, rồi, xong bốn thằng luôn, đủ đã. Gán ngán được kìa, chứ cô đứng vậy được kìa, chứ cô đứng vậy được. Không sao. Ủa, em mất cái thằng đó rồi. Cố lên. Tao đi bắt thằng ba mập rồi. Rồi, cứu anh. Okay. Rồi, ok, hay quá. Rồi, vô luôn. Cánh cửa luôn rồi. Nó cầm cửa là kìa, vô cứu đi. Vô cứu chứ đi, tính gì tính. 3, 4 giây dư sức. Rồi, ra rồi, chuẩn bị ra luôn nè. Chia ra bây giờ sống chết mặt anh nha, bây giờ sống chết nha, mở. Ủa, mở mấy ba giây vui chứ, hồi ra không có ra hả? Kìa. Ok, trời, cool mày xỉu, hên quá. Cool mới vậy ra cái cửa mày nó đập xỉu nhưng mà văng ra ngoài nên sống được không sao hết. Bây giờ sống mấy ba chạy được. Mấy ba chạy rồi. Ê mày quá đáng lắm luôn, nó lẽ là mới cửa rồi á. Ôi, cái trận quyền mà phải nói là muốn tát bồ hồi hộp. Phải rồi, ê mày, máy bay đúng làm kiển luôn, máy bay đến trước cửa mà không có chịu đi, máy bay ra mà chạy bộ ra. Không ai đó, nó phải là lên máy bay ra đâu đi, cho nó lẹ đi. Khổ thật. Ý là lên máy bay chạy ra cho nó lẹ, ủi nó luôn, con này chạy ra ngoài lấy dây thừng kéo máy bay ra hay gì á, lụ đạn. Chọn map đi. Ê, map sân bay lộn rồi, thằng gà này mới chơi á. Ú hồ. Ủa mà ai được làm vậy? Chưa biết mà. Không biết chỉ rồi. Nhưng mà để mình quên coi. Đúng rồi, lo chọn máu ở bên coi. Cái cho bất ngờ vài giây nữa thôi. Biết là bất ngờ ta được làm. Vài giây nữa thôi là 2 giây rồi. Rồi để coi nha. Tăng y là 4 team này. Thôi em Mão mập làm. Tao làm. Luôn á, sao nó làm hoài nó chạy. Ê, tao làm vô tính mà, đâu có làm gì ghê gớm đâu. Thì em mày đứng yên mày chào tao thôi. Đâu có ghê gớm đâu, anh gom ghế anh tán cái đầu mấy tụi em luôn à. Thôi lấy vàng. Em đổ bình xăng cho, đổ bình xăng đây. Đây có vàng rồi, Ủa, cái thằng một tiếng này nó là gì vậy? À, một tiếng nó là người Việt nước ngoài vậy? À, chắc người nước ngoài rồi. Tao bảo người Việt. Ủa, vàng mở đâu quên mày. Này, vô. Lượm qua đây. Rồi, tao lấy cái này rồi. Ồ, hình như cái vàng nó nằm bên đó. Trời ơi. Vãi nồi, vừa nhảy lên nóc nhà cái nó quất dính nóc nhà luôn. Vãi nồi dính cái đầu lên cái tường luôn rồi. Cứu đi. Ok, hay quá trời ơi, xỉu nữa rồi. Con này đã quýnh dễ xỉu ghê luôn á. Rồi, xong chết kia luôn. Không đây luôn rồi, không bắt TV được ông nội tôi. Ủa sao nó xỉu mà nó không có cái thanh ta? Đeo đít lên trên điện cho không bắt TV được má ơi. Trời mặt làm đúng lẹ luôn á. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Cái đít kìa quẩy luôn rồi. Ok, chạy. Ây da, cái gì vậy? Sao mày lại có nhanh như quỷ vậy? Tao nữa, tao bên đây nè. Cứu Bobby đi, đúng rồi, cứu Bobby. Đúng rồi, cứu đi. Help Bobby. Em chạy được. Anh, cứu anh nè. Làm sao bắt được em? Chạy đây. Come on. Ok, hay trời ơi. Thằng nhỏ xỉu luôn rồi, thằng fan xỉu rồi. Bye. Lấy chìa khóa đỏ chưa? Chìa khóa đỏ ai lấy đi, em lấy chìa khóa đỏ đi, chìa khóa đỏ. Kiếu. Mặc kệ đi, từ cứu. Kiếu còn nửa bình máu à. Cứu em. Ai đậu một cái đúng rồi. Rồi hay lắm. Có làm gì hết. Thôi đi. Help Bobby. Thôi cứu nó nằm luôn rồi. Tụi bay quên tao rồi, tụi bay. Mày đợi đi, đợi đi. Tao gần chết rồi nè ba, gần chết rồi. Biết rồi, đợi đi. Ok, trời má ơi, còn có đúng giọt máu luôn á. Rồi, để tao cứu nữa. Rồi, ok, cứu rồi, có trẻ em ơi. Nó đã mất
rồi. Lấy màu đỏ chưa? Lấy màu đỏ chưa? Lại đi xuống dưới, lấy lại đi, xuống dưới lại đi. Rồi rồi, để lấy cho. Ai da, cái đầu đâu cái gì vậy? Tào lao thì chứ. Kia bị bắt rồi. Rồi, cái trong kia là cái cứu. Rồi ơi, trời ơi. Lấy màu đỏ đi, lấy màu đỏ đi, một người lấy màu đỏ, một người đi cứu tao đi. Ok, cứu được rồi nè. Quá trời rớt thẻ nè. Ủa cái gì vậy? Chạy tao lắc gì vậy? Trời, tao chạy xa nó lắm luôn á. Hay quá. Tao chạy xa nó lắm luôn á mà vẫn bị dính là sao? Cứu em nha, cứu anh mà em bị rồi. Rồi rồi rồi. Ấy à, mày chơi kiểu gì ba? Mày chơi đánh nữa. Tâm đi, tao nhốt thiên đạo lắm, tao thay phiên nhớ bà xin. Rồi rồi, tao mở cửa đỏ rồi nha. Đó, mở đi, mở đi, mở đi, con đi lấy, đi lấy cờ lê đi, con cờ lê, lấy cờ lê anh em ơi. Cờ lê à, cờ lê, ok. Đúng rồi, lấy cờ lê, mở ra cái nó ok rồi đó. Này, kìa các người cứu kìa. Cái mới vừa ra chưa kịp làm gì hết mà. Tao nói rồi, những lúc như thế này thì mày nên làm thinh đi. Mày ăn cao quá ba. Để mày lấy cờ lê đã. Cứu, cứu mày ơi, cứu. Chạy chạy. Ủa cứu rồi mà kì vậy? Trời ơi, đứa cái bòi có mè nãy giờ luôn mà nó không ra được. Rồi chạy rồi, đi. Ra rồi. Hay quá. Rồi biết rồi. Chạy xuống. Rồi e. Để anh đi lấy cờ lê. Ê, tao còn có một giọt máu ba ơi. Hay quá fan ơi, fan ơi, I love you. Hay quá em ơi, trời ơi em có cánh. Ai mở cửa màu đỏ chưa? Ai mở cửa màu đỏ chưa? Mở rồi, lấy cờ lê vô đi. Rồi. Okay. Rồi rồi vô lấy cái đây đi. Thoát hết rồi, mừng quá anh em ơi. Có mập tuổi tôm tiếp à, còn Phan à. Đúng rồi Gam ơi. Nó dí kìa em ơi. Trời ơi, cái lấy chưa mở xong. Chạy 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 nhanh. Còn ai không? Còn ai bị dính không? Trời ơi. Lắc rồi, tụi bay đâu hết rồi. Để ba bay đi, lấy cờ lê đi. Cờ lê cho cũ đúng không? Ừ, lấy cờ lê đi. Rồi, bị bắt nữa rồi. Thiệt tình luôn á, tàu quần nãy giờ mà không có nào lấy cờ lê luôn. Em phá đại sự của anh nãy giờ. Cờ lê chỗ một tí mất của mi, cờ lê. Biết rồi, dây cho lấy nè, tao nãy giờ đi lụm mà sao không có nào có cờ lê hết vậy? Cờ lê ở chỗ một tí mất, cờ lê chỗ cũ đi, biết rồi, lấy cờ lê rồi, đi cứu đi. Cứu rồi. Vô màu đỏ đi. Rồi mở. Mở cái màu đỏ đây. Vô kìa. Ê, thằng quỷ đóng cửa, lụ nè mày kia. Chưa cần đóng cửa đâu, nó nào sống á. Nó cứu, bắt con kìa, bắt con kìa. Cứu ba đi. Em là phá đại sự của anh nãy giờ con. Rồi, biết rồi. Trời ơi, nó đứng đang gặp càng này mà chơi lại. Ba bay đi, cứu fan đi ba bay. Rồi, tao đang chui lên đường tắt rồi ba. Rồi, chạy. Chạy. Ok, nãy mình đi đường vòng lên. Ok, đây. Mở cốt bé ơi. Cứu fan kìa, cứu. Rồi, ngày là ngày là gà là cái ớt ớt. Chạy em ơi. Hay quá em ơi. Chạy đi. Kì vậy? Chạy kìa. Rồi ok chạy. Trời ơi, mày làm ủ công nó dữ vậy kìa. Kêu còn có một giọt máu à, cứu. Cái cứu này là cái cứu đang nằm bãi biển nè mọi người. Cứu anh con ơi. Trời ơi, cứu anh Phan ơi. Đúng rồi. Hay lắm em ơi. Ê, còn có một giọt máu nha, không có đủ sức á. Trời ơi, xỉu thôi. Còn có giọt máu rồi, tha cho tao. Cứu ghê ơi, hay quá. Cái đầu không dập rồi. Em bị dập đầu rồi. Ngay vừa đấy chứ. Chạy em ơi. Trời ơi, bóng hoài mà sao cô nó không ra được vậy. Em còn ra rồi đó. Bị lắc rồi. Không ra được kìa, má đang nằm kìa. Trời ơi, bị dính vô ống lát rồi con ơi. Để anh dụ nó. Bái rồi, con mang nằm kìa. Xỉu nữa là đó, tao nói là hết. Chạy. Trời ơi, em bị gướng tao con lát rồi. Trời đất ơi, cứu được con mà dính ống lát rồi mày ơi. Chơi lại cuốn. Trời đất ơi, nó quyết nhi đó mình tới cùng rồi bay ơi. Kiểu này con với lại chơi với Bảo luôn quá.
em thôi em ở lại chung với Bảo đấy, em kẹt con trong cái thùng này luôn rồi. Ra ra chạy luôn đi Bobby, còn 26 giây nữa Bobby ơi, chạy luôn. À, con chạy chạy chạy. Mà con ra được nha. Thấy cái rồi trời. Nó kéo con ra ngoài luôn rồi kìa. Nó kéo con ra ngoài luôn rồi kìa. 10 giây nữa. Trời và cuối cùng và cuối cùng đã có Cun và Bảo Mập sống với nhau đến trọn đời. Hay quá em ơi. Ồ vậy là thoát hết luôn rồi em ơi. Ghê ghê. Ủa sao Cun thoát được các bạn? Bảo kéo em ra. Tính rằng Bảo thương em ghê. Phải đập xong rồi kéo dây mới chịu ra bạn. Hay hay. Cảnh của em đó. Cái đồn cánh nhưng mà khi em vừa cánh kỳ của Cun bỏ Cun. Ok. Hôm nay em sẽ thay sau là cặp rồi. Đúng rồi, hôm qua thì em lấy cánh em che mắt anh. Hôm nay cái cánh nó hại em. Ơi, quên mất chỗ map, chỗ map kìa. Mà sẽ vào khác đó, trời lại đã. Lũ rãng. Cun, trời ơi. Tới giờ diễn của mình rồi. Chào thi đấu thôi. Ok, bây giờ cho thằng Cun nó ra rồi, cho thằng Cun nó thua ở tâm phục khẩu phục nha. Hy vọng là server đừng có lắc. Tới giờ quẩy rồi. Quá sao chọn cái map 1? Trời ơi, cái map 1 rồi. Thôi không sao. Thôi rồi, đủ gió. Sao? Không sao, không sao. Cun nó sẽ chết thôi. Nãy anh trong đó anh giật á hả? Em giật hay em không giật? Em sẽ làm. À, đâu cần em giật, đâu cần em bắt chước giống anh đâu. Ủa anh phải giật, anh mới giết được phải không? Anh giờ cái mở đi. Đây em. Đây đang mở cứ từ từ. Đó mở đi. Anh chạy đâu? Chạy chứ, đi ngủ chết lại trời. Ở trong này là cái vụ nó siêu nhiều luôn á. Trong này có gì không? Phải vậy chứ. Rồi 3 giây nữa nó dậy đó. 1 action. Nó dậy rồi cho nó liều thuốc mê ngủ tiếp đi mày ơi. Ê, bình diện em ơi. À, một tiếng mà như một tiếng ở dưới. Thấy có nào mở được trên lầu chưa bay? Ôi, phải nồi, ủa đi đâu sao lưng vậy? Ủa gì vậy? Quằn lại kia ơi, quằn lại. Ôi, tôi. Quằn lại nè. Chạy đi, bay, chạy đi. Trời ơi, con kia mày chạy đi mà. Bị lắc là chạy ra tới cửa rồi mà nó vẫn bắt được. Chạy đâu. Rồi, ok, tao ra được rồi. Đây nè, qua đây nằm ngủ đi. Không thích nằm ngủ, giờ còn sáng mà ngủ gì. Rồi thà, đúng rồi, cái phòng kia, phòng của anh kia là bị biệt lập rồi. Em đứng ngay em canh luôn. Trời ơi, chơi ra chơi lại em. Ok, tao mở cửa xong qua cứu. Go. Tao qua đây. Rồi chạy luôn Bobby ơi, chạy luôn Bobby ơi. Cứu được kìa. Anh kia chạy đâu, anh kia. Trời ơi, cậu lao thì chứ. Anh chị ơi chạy đâu? Để đó. Anh lâm vô phòng cũ rồi con bé ơi. Này. Tao. Anh Bảo rồi. Thép mi. Đâu. Nặng không được. Vô. Kéo lên. Thép mi. Trời ơi Bảo bà mày cũng bị bắt nữa rồi. Dừng nó tí, nó chạy lầu luôn đi. Ai em bị kẹt đầu vô cửa rồi. Cứu con bé ơi, cứu. Cứu, ok. Cứu được Bảo rồi. Vô. Chạy đi Bảo, đúng rồi. Chạy đi. Vô. Hay quá. Chạy. Kẹt cái cửa rồi. Nấp. Nó vô kìa. Không sao. Rồi, chạy. Trời ơi, xỉu rồi. Dừng chắc rồi. Đường nào cũng có cửa lại à. Chạy đi Bobby. Xỉu rồi, từ 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 mình lên. Chạy đi Bobby. Bobby ơi, đợi cửa đó Bobby ơi. Ủa sao nó không có thành thời gian ta? Trời đồng chí. Lại nè. Sao Bobby đánh đâu? Bobby cứu nào Bobby ơi. Hay đâu? Rồi, ok. Hello anh. À! Trời núp trong hốc rồi. Thoáng rồi, chạy ơi. Tao nữa ơi. Chạy đâu. Ơi. À anh kia vô đây là khỏi chạy rồi. Vô đây núp nè. Trời. Mới rồi. Chạy đi. Xỉu mày chứ cửa luôn chứ. Chạy. Dạ, xỉu rồi. Quỷ bảo chạy vô. Không có ai chạy được nữa. Trời.
Vừa đây. Kiếm màu đẹp. Kìa rồi. Giúp đạo cháy. Cháy. Ghé được rồi. 1 trong 2 người, mấy cái một người lại đây ơi. À, kìa mở ra đây à. Ghé đây, bà bơi. Nấp nè. Nhây quá. Tao mệt rồi nha. Chạy. Chạy tiếp. Núp lùm nè. Hay quá em ơi. Chạy đi. Cứu cầm ơi. Chạy. Gì đâu mà. Tao nghĩ luôn, tao quyết định là tao không trốn thoát được cái chuyện nhảy dưới đó luôn. À, dán này tao sẽ nhảy dưới đó luôn. Tao không trốn thoát mà tao chạy nhảy luôn. Chạy đi. À, bà Bơi cứu bảo đúng không? Chạy bảo ơi, chạy. Đúng rồi, hay quá bảo ơi. Chết rồi hả? Vô đây sao hết rồi. Sao mày nằm sớm vậy? Mày rồi. Mày nằm kế bên con luôn á. Bà Bi. À quên á. Hay quá. Hay quá kìa, nãy giờ quên luôn á. Trời ơi. Nãy giờ quên không? Để nó mất sự chú ý mà. Đây nè. Từ từ ơi. Rồi nó quất 4 thằng nằm luôn rồi. Trời ơi nó bắt lên luôn rồi. Bấm mê bấm đại đi dính á. Anh bảo vậy đúng không? Anh bảo vậy. Lũ đạn đứng xa lắc mà kì vậy. Đúng kìa đi. Bấm bảo ơi. Con nghe được. Có một đứa rồi mà nó cũng nằm nữa. Con bảo nữa. Hay quá, con người cứu tao rồi, chạy đi. Sao vậy? Yeah. Em mệt quá rồi, em vừa nó bụng quá rồi. Chạy đi, làm gì vậy? Chạy đi bảo, chạy đi. Trời ơi. Chạy sao vườn chi vậy? Đúng rồi. Dày quá, chịu không nổi được. Tao bị bắt rồi. Bà Bơi. Rồi, cứu đi. Ôi, này dưới tao. Chạy. Cứu tao, Bà Bi ơi, cứu tao. Con, sắp chết rồi. Ôi, hay quá, tao hết rồi. Chạy đâu, đóng cửa lại. Mở cửa rồi, chạy đi. Chạy đi, đúng rồi. Chạy đi. Trời ơi, Phan bị bắt lại rồi. Chết rồi. Còn 40 mấy giây à, Cun ơi. Hay quá kìa ơi, vô cứu đi. Hay lắm. Mở cửa ra. Vô luôn. Chết cô rồi, con bị đưa rồi. Làm sao mà thắng được. Dưới đây. Bắt đi, đúng không? Bắt được anh ha. Hết giờ. Đây là cái môn gọi là, đây gọi là một môn thể thao ngoại hiểm, mạo hiểm nha các bạn. Đau luôn.
Rồi ok các bạn, thì bốn đứa mình sẽ dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho bốn đứa mình một like, một share cho sau đó channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video này các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye, bye.